tiêu COVID vào nó cũng coi như là có cái con virus yếu đấy, nó vào người mình thôi, có nghĩa là nó không có thành dịch nhưng mà nó cho cái cơ thể mình để tập chiến đấu với bọn kia. Cũng như mình là muốn để ăn được một bữa là mình phải bỏ dần từ bữa tối xong sang bữa sáng mới ăn được một bữa, nên cơ thể nó quen đã, không có vào tự nhiên đang ăn ba bữa sơi vào một bữa thì là đứng đường luôn, Nó không có tác như hại, tác hại. như báo đây cái cô gì ở trên ngoài Bắc sinh năm 1987 đó tiêm ba mũi luôn á, mày bị Covid mày ba bữa cho mày có chết à, ba bữa à, Có người ba ơn chết mà tiêm ba mũi rồi á, sinh năm tám mấy thôi á chết đi. cái hậu Covid đấy, đúng thầy vừa nói là cái hậu Covid là nó tim này, thế nó làm hại phổi thở khó, Rồi thiếu rồi oxy này, tiêu chất xám trí nhớ suy giảm rồi làm việc không được tính tính toán rồi không được nữa gì nữa đấy, nó mệt mà mỏi. quên đi nha, mà làm xíu nó mệt đi xíu nó mệt, hậu Covid nó còn nguy hiểm hơn là bệnh ấy nữa, nhiều người sai Nó lầm đau ngực sai này, lầm rồi nó đau nan lên vai, nó đau ra đằng lưng, đằng lưng nó là phổi mà. mấy mấy đứa nhỏ bây giờ này bị hậu Covid đó chuyện thương nằm rất nhiều, mấy đứa nhỏ nhỏ người thương nằm nhiều hậu Covid đó. Tất cả là người ta đã bị nghiệp nặng rồi mà người ta lại không bị, người ta lại đi đi ăn, lại còn ăn thịt chúng sinh nữa. Mà thịt chúng sinh thì thầy biết là nó có môi trường axit. Cái axit của nó ấy, là thịt chúng sinh hầu như nó có 6.6 thôi, 6 chấm trở lại thôi. Nhưng mà cái nước khoáng mình là 7 chấm. Vì quá trình lọc nước ấy là người ta phải đưa khoáng vào rồi. Thầy bảo nguyên phải đưa khoáng vào cho nó cân bằng, mà cơ thể con người mình là 7.4 độ pH ấy, mà đưa cái nước vào vẫn là thiếu nhá. Thì thằng gan nó vẫn phải đưa cái canxi hàng ngày mình ăn này, magie để trung hòa cho nó đủ vào máu, với nó mới đi dinh dưỡng, nó vào máu nó mới đi được. Nếu thấp hay là bệnh tật đấy, trong khoa học đấy chúng con học đấy mà cũng còn biết đấy. Nhưng mà thịt chúng sinh nó có 6, hơn 6 và dưới thôi, nó lại càng thiếu nhiều cho nó, là cơ thể mất canxi nhiều, mất canxi nhiều do nó là và magie nhiều, nên cái bệnh loãng xương là của Việt Nam như vậy, nó như vậy đấy chứ không phải, nếu khoa học phải những người hiểu y là phải như vậy đấy. Nhưng mà sao là người ta mà tăng cường ăn cái loại hoa quả mà nó nhiều canxi là như vậy đấy, nhiều canxi như vậy, hay là nó cái độ pH của nó cao là như vậy. Chứ còn nếu mà về 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 máu là mình phải phải hiểu nó cân bằng với con người, tất cả là chỉ huy của mình là ở bộ não cơ thể. Nhưng mà thằng gan nó là lính biên phòng, thằng gan mà hơi động gì ở chỗ nào cái là nó đưa quân đi đánh luôn. Máu mà thấy thấp vào thằng gì nó vào qua dạ dày, nên là bắt đầu nó tín hiệu, thằng 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 gan nó có tín hiệu nó cho canxi trung hòa mày luôn đấy, nó như vậy. Thế nhưng mà tài liệu nó như vậy, nhưng mà thằng những thằng bác sĩ rất nhiều thằng hiểu, nhưng mà nó vì mồm nó ăn thì chúng sinh nó quen rồi nó không nói được nữa kêu ăn chay không được đấy. đó kêu mặn nhớ kêu ăn gì mà thịt thề Vậy xương là không mình thương lắm, nhìn họ thương là thương ở cái đấy.